Phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con cùng với lại chú Ba Nhơn đang có mặt tại ấp Bình Phước và ấp Bình Thạnh thuộc xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đó cô chú ơi. Đến với lại một cây cầu thật sự là đã xuống cấp rất là trầm trọng luôn rồi. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con cũng rất là hữu duyên cùng với lại chú Ba Nhơn đến đây để mà mình khảo sát và xem cây cầu này đã xuống cấp như thế nào. Thì cầu này có tên gọi là cầu Lung Ấu hay là bà con còn gọi là cầu Kinh Bảy đó cô chú. Thì đi cùng với lại mấy chị em tụi con ngày hôm nay có đây là anh Hùng, là chủ tịch mặt trận của xã Bình Chánh, cũng đến đây thuộc là chính quyền địa phương để mà xem cùng với lại mấy chị em tụi con là cây cầu nó đã xuống cấp như thế nào nha. Bây giờ thì con mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi một vòng để mà mình xem qua. Dạ. Giờ này thì buổi chiều cho nên là bà con đi qua lại đây rất là đông. Và đặc biệt ở đây là cũng gần trường học của cô chú. Giờ này mấy chị em tụi con đi là ngay lúc là mấy bé học sinh đang đi học về tới luôn nè. Thì trường học là nằm ở phía bên đây nè cô chú. Ở dưới chân của cây cầu thôi, cách cũng khoảng tầm mấy mét thôi, chắc là 3 mét đó cô chú. Dạ, là có cái trường tiểu học Bình Chánh. Thì nơi đây là rất là gần với cây cầu luôn. Hằng ngày thì học sinh, các em nhỏ đi qua đi lại khá là nhiều. Và cầu thì cũng đã hư đó một rồi. Hôm trước khi mà chú Ba gửi cho mấy chị em tụi con xem cái video quay cây cầu thì cái chỗ này là nó bị sụp hả chú Ba? Dạ, nó sụp. Xe em đang sụp đó. Dạ, thì ở đây cô chú anh chị và các bạn có thể thấy nè, dáng này là dáng gì chú Ba? Dáng tạp. Dáng tạp ha. Cầu này xây dựng được bao lâu rồi anh Hùng? Cầu này là lấy của cây cầu cũ của ở Kinh Mười đem về đây cũng dạ. Lâu lắm, hai mươi mấy năm rồi. Thì ở dưới chân hình như con thấy là chủ yếu là gác bằng những cái cây á. Thì dạ, nó gãy, nó đã hư rất là nhiều luôn rồi. Đây. Cái chân với cái gãy luôn. À, còn cái phần phía bên đây là mình sử dụng cái này là sắt ống á chứ mà. Nó dạ. Nhờ bộ lan can gánh chứ không có đã sập rồi. Dạ, lan can hai bên thì được một cái là nó bằng sắt á, cho nên là nó cũng có thể trụ được cây cầu. Với lại mình đi dài lên phía trên đây thì cô chú anh chị các bạn có thể thấy về cái phần dáng ở dưới mặt cầu thì nó đã hư, cũng như là đinh thì nó cũng đã bung ra hết rồi. Dạ. Cầu này chắc là bà con đi nhiều lắm anh Hùng? Dạ, bà con đi qua lại rất là nhiều. Dạ. Đi học sinh đi học hàng ngày á. Dạ. Hàng ngày đi qua lại được này. Dạ, thì ở đây là ở dưới là cái phần trụ là mình sử dụng là cái gì hả chú Ba? Hồi xưa chú Ba có thể nhìn thấy được không? Hình như là có mấy cây cây bê tông hay là cũng là cột điện. Đây, ở phía bên đó cô chú là bê tông 4 cây. Dạ. Cầu này thì nhờ cái bộ lan can với dây nó gánh đỡ nè. Dạ. Ở dưới thì ghe tàu được qua lại cho thì cũng bình thường hả chú? Tại ở đây con thấy là cái kênh 7 này là cái kênh cũng khá là lớn luôn á. Lưu thông với các xã lân cận, các huyện lân cận. Dạ. Cũng đi cũng nhiều lắm. À, cho nên thấy ghe tàu đi rất là nhiều luôn á. Dạ, anh. Ghe tàu đi nhiều lắm. Nên mình bắt phải cao cho ghe nó bệnh. Ghe mua lúa rồi đó. Dạ. Cầu này diện tích hiện tại là bao nhiêu hả chú Ba? Tích vuông hả? Dạ không, nha, diện tích ngang này với lại dài á, là hiện tại cầu cũ này là bao nhiêu? Cầu cũ này thì nó 1 thước 8, dài dạ. 36. À, 1m8, dài là 36m. Nếu vậy thì hai xe qua lại thì sẽ được. Hai chiếc xe qua được. Dạ. Nhưng mà bà con địa phương á, thì nhu cầu á, sao làm lại là lọt lòng. Dạ. 2m8 cho xe cứu thương qua cứu cấp bà con được. Dạ. Giờ xe ra cái cầu chạy không được. Dạ. Mà nếu chạy vòng thì phải 4-5 cây số. Dạ. Ý bà con tha thiết kêu qua gọi á, làm cho lớn là xe cứu cấp qua là cứu người. Dạ. Đó. Vậy là nếu mà được làm lại thì bà con bà con nơi đây muốn làm là ngang là 3m2, còn dài là 36m, xe cấp cứu có thể lưu thông qua lại được. Còn nếu không thì phải đi vòng hả chú? Đi vòng 4-5 cây số. Dạ. Vậy thì cũng rất là khó khăn. Mình đi thử xuống dưới đây nha chú. Ui, con thấy ở đây là nó đã lung lấy hết trơn rồi nè chú Ba. Cây này nó muốn sập rồi nè. Dạ, mục hết hoàn toàn luôn rồi. Mình đi ở phía này để cho cô chú anh chị và các bạn
được nhìn một chút xíu nè về cái phần đường ở đây á, thì ở bên đây nè cô chú thấy là nhà dân cũng rất là nhiều luôn, phía bên kia cũng vậy, mà ở phía bên hông này á cũng vậy luôn cô chú, rất là nhiều nhà các bà con nơi đây luôn. Nhưng mà đi qua đi lại lưu thông qua cây cầu á thì gặp rất là nhiều khó khăn, cho nên đó là ngày hôm nay mấy chị em tụi con cũng rất là hữu duyên khi mà được đến đây, thấy là rất là thương các bà con nơi đây. Khi mà di chuyển qua lại cầu á, thì gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà vì tình thế bắt buộc á, không có khả năng để mà xây dựng lại, cho nên là đành phải chạy qua chạy lại cây cầu á, mặc dù là nó rất là nguy hiểm luôn. Về cái phần mang cá thì con thấy là xi măng nè, với lại đá này thì cũng còn có thể sử dụng được một chút, nhưng mà về cái phần ở dưới chân cầu đó thì ở đây hình như là được 4 cái trụ điện á anh Hùng. Bốn cái trụ điện để mà mình giữ được cây cầu. Còn về cái phần cây mà chú Ba đang lắc lư á là nó đã mục hết rồi. Cái phần dưới thì cũng vậy luôn, tại vì cầu này thì quá nhiều năm rồi. Cái phần dây văng này nó cũng đã hư lắc lư nhiều quá. Dáng này nếu mà gỡ ra còn xài được không chú Ba? Dáng này hết xài rồi. Dạ, nghiệu hết rồi. Nấu cơm, nấu cháo thì dạ. Mình đứng đây đi ha chú Ba, chứ không có còn xài được nữa hả? Dạ, ở đây á là ấp bên đây là thuộc ấp gì, còn phía bên sông là ấp gì hả anh Hùng? Chị báo chị là với Mạnh Quân thì ấp bên bên sông là ấp Bình Phước, bên đây là ấp Bình Thạnh của xã Bình Chánh. Dạ, thì ở đây là có nhiều dân cư qua lại cây cầu này không anh? Nói chung là ở đây thì bà con qua lại cũng rất là đông. Dạ. Tại vì ở đây bà con chủ yếu là làm nông á. Dạ. Thì đi lại qua hai bên rất là đông. Dạ. Lưu thông rất là nhiều, đặc biệt nó có các em nhỏ học sinh á. Thì có cái trường điểm phụ dặn đây, thì mấy em nhà dặn dưới đây nè. Dạ. Thì đi qua lại thường xuyên. Đi qua đi lại rất là thường xuyên luôn. Tại giống như nãy mình thấy là các em đi học á, là cô giáo dắt về, tại vì đi qua cầu thì cũng rất là nguy hiểm luôn. Dạ. Cô chú. Cầu này thì nó đã siêu quẹo rất là nhiều rồi. Ngoài ra thì ban đêm nó cũng không có đèn nữa ha. Dạ đúng rồi, chưa có. Nếu mà làm được cầu này sẽ cố gắng vận động sẽ làm các đèn năng lượng. Còn trời. Cái phần đó nó còn xài được không? Cái này thì cũng nó còn xài được, nhưng mà nó chưa, nó cũng la lâu rồi. Nó lâu rồi, nó bị mờ rồi ha. Dạ. Nhưng mà ít ra thì nó cũng còn được một chút ánh sáng á cô chú. Do là ở đây thì hai bên đồng ruộng á, rồi cây cối không, mà nếu mà không có ánh sáng nữa thì cũng rất là khó khăn cho bà con trong việc di chuyển. Thì con cũng có nghe chú chia sẻ là nếu mà làm cầu này ra rộng thêm á thì bà con nơi đây á là rất là mừng trong cái việc mà di chuyển bệnh qua lại bằng xe cấp cứu. Dạ. Thì nếu mà không là mình đi là xa lắm hả chú ba? Dạ, đi vòng khoảng 4 cây số, 5 cây số. Dạ, khoảng 4, 5 cây số. Dạ, thường là bà con bên đây hay là bên kia? Ra, chuyển ra ngoài cứu cấp này bệnh viện. Dạ, là phía bên đây ha, là mình chuyển đi đường lớn ra ngoài kia. Dạ, thì ôi, mấy chú đi qua đi lại là nó nhịp rất là nhiều luôn á cô chú. Dạ. Thì con xin nhắc lại, chú ba cũng có chia sẻ là muốn xây dựng cầu này với chiều ngang là 3m2, dài là 36m. Thì mình sẽ xây dựng theo cái hình thức như thế nào hả chú? Thật ra cầu này mình xây dựng lại thì mô hình cầu treo. Dạ. Nó rất là thông thoáng, ở dưới sông thì ra cầu đi nó thông thoáng. Dạ. Ở đây ra 10 thước, ấy bản 10 thước, giữa là 16 thước. Dạ. Thì xe ghe cầu mua lúa của bà con nông dân đó. Dạ. Rất là thông thoáng. Thì phương tiện cầu treo á, thật ra nó có giải quyết an sinh xã hội rất nhanh. Dạ. Mà thi công mau, nó rẻ tiền hơn cầu bê tông. Dạ. Bê tông thì nó nhiều tiền. Dưới bê tông mình làm cầu này đó cả tỷ bạc. Dạ, bê tông. Nên là mình vận dụng là cầu sắt kỹ thuật dây văng, giống như những cây cầu trước thì mấy chị em cũng đã đồng hành cùng với lại chú ba, thì mình sẽ cất theo cái hình thức đó. Mình cũng sẽ làm lại phần mang cá luôn không chú? Mang cá luôn, mâm đế móng băng làm lại kiên cố hết. Dạ. Thì cầu mình xài cũng khoảng 30 năm. Dạ, 30 năm. Với tổng chi phí xây dựng là khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Tổng kinh phí xây dựng thì địa phương đây á thì cũng gặp khó khăn. Thì nhu cầu mình á là tiếp 50 là khoảng 150 triệu. Dạ. Phương 150 là 300 triệu. Dạ. Cây cầu. Dạ. Bây giờ địa phương ở đây á thì bà con nghèo không khả năng vận động nổi. Dạ. Cũng đang vận động kêu gọi, thì cũng nhờ muốn không nổi miền Tây thì kêu gọi tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân chung tay góp sức giúp cho cây cầu này cho bà con làm ăn phát triển địa phương con nghe mặt trận. Dạ. Bà con rất tha thiết lắm. Thì nếu mình làm nhỏ thì ít tiền, còn làm lớn thì nó hơi nhiều tiền, sắt lớn. Mà địa phương thì bà con rất tha thiết, cái là nhu cầu làm lớn, xe cấp cứu chạy qua được cứu người. Thành ra từ chỗ đó thì mình cũng hơi suy nghĩ. Chứ tính làm cầu 2 thước thì nó rẻ tiền.
Tới 3 thước 2 thì nó chắc lớn. Dạ. Vì là với tổng chi phí xây dựng cầu là 300 triệu, trong đó thì về phía chính quyền địa phương nơi đây cũng như là bà con ở hai ấp thì cũng được phía anh Hùng là chủ tịch mặt trận vận động, thì mình hôm nay mình cũng đã nói với bà con về việc xây cất lại cầu chưa anh? Dạ, cũng báo với quý vị dân với chỗ thông nữ quê thì dạ, chỗ xã cũng được sự quan tâm lẫn chỉ đạo của đảng ủy, cũng phối hợp với được sự quan tâm của chú Ba, cũng có duyên với xã Bình Chánh. Dạ. Thì vừa rồi xã cũng đã triển khai đến để bà con nhân dân nắm được cái chủ trương là vận động xã hội hóa để xây dựng cầu này, thì bà con rất là đồng tình, nói chung là rất là đồng tình luôn, tại vì hiện tại cái cầu này rất là xuống cấp, rất là trầm trọng, mà được xây dựng cái cầu mới mà theo cái thiết kế mà chú Ba đã nói đó thì rất là quý, bà con rất là mừng, đặc biệt là các em nhỏ học sinh đi qua lại, thứ hai nữa là được mà xe cấp cứu qua lại nó nhanh tiện, rất là tốt cho bà con ở địa phương, bà con ủng hộ rất nhiều. Nhưng thì báo với chỗ gì mạnh thường quân với chỗ thôn nữ miền quê đó, thì chỗ xã địa phương ở đây là xã nông nghiệp, kinh tế của bà con rất là khó khăn, chủ yếu dựa vào lúa mà, nên công tác vận động của địa phương rất là khó. Nhưng mà địa phương được quan tâm của đảng ủy rồi phối hợp của mặt trận, ủy ban nhân xã, các đoàn ngành đoàn thể ấp sẽ cố gắng tổ chức thực hiện vận động, đảm bảo thực hiện sao được xây dựng được cái cầu này cho bà con mình, thứ nhất là giúp bà con đi lại, thứ hai phát triển kinh tế cho địa phương. Thì cũng rất mong quý vị mạnh thường quân sẽ cố gắng hỗ trợ giúp cho địa phương để hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì ở đây chú với lại anh cũng có chia sẻ với lại mấy chị em tụi con, thì chính quyền địa phương sẽ cố gắng vận động cái số tiền là 150 triệu đồng, bao gồm là toàn thể các cấp, ngoài ra thì còn thêm các bà con nơi đây của hai ấp nữa. Ngoài ra thì còn lại cái số tiền là 150 triệu đồng. Trong đó thì chú Ba Nhơn cũng có tấm lòng hảo tâm cùng với lại các mạnh thường quân ở phía bên chú sẽ cố gắng vận động cái số tiền là 75 triệu đồng. Và hiện tại cái số tiền mà đang còn thiếu lại để mà mình có kinh phí xây dựng cầu là 75 triệu nữa đó cô chú. Thì ở đây mấy chị em tụi con cũng rất là mong là sẽ có được cái số tiền đó nhanh chóng để các bà con nơi đây cũng như là các em học sinh được qua lại thuận tiện hơn. Dạ, thì hôm nay mấy chị em tụi con đến thì cũng có nghe chú chia sẻ là nếu mà được hữu duyên xây dựng lại cầu á thì sẽ không có đặt ở cái vị trí là gần trường nữa, mà mình sẽ dời đi. Dạ, dời đi tầm 10 thước. Dạ, xích qua bên đây một chút hả chú? Dạ. Xích qua bên phía bên đây một chút. Dạ, thì tại sao là mình phải di dời như vậy hả chú Ba? Cho nó tránh cái trường hợp sau khi học sinh nó tan đó, nó ra đông quá. Dạ. Thành là hai bên nó xe cộ nó bị chắc nhảy giao thông. Dạ. Thành là mình xa chút để cho học sinh nó giãn ra, nó không gây tai nạn. Dạ, thì sắp tới là mình cũng sẽ hỏi chủ đất ở phía bên đó thì người ta cũng rất là vui và thống nhất. Dạ, để mà mình dời cái cầu này đi. Thì mấy chị em tụi con về phía chú Ba Nhơn cũng như là chính quyền địa phương tại xã Bình Chánh rất là mong sẽ được sự hỗ trợ đến từ các vị mạnh thường quân để mau chóng có được cái số tiền là 75 triệu đồng còn lại. Và nhanh chóng khởi công xây dựng lại cây cầu Lung Ấu thuộc xã Bình Chánh, Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Dạ, thì mấy chị em tụi con rất là mong điều đó. Bây giờ thì cũng xin phép mời cô chú anh chị và các bạn một lần nữa mình đi lại để mà nhìn lại cây cầu nha. Dạ. Dạ. Từ đây đi xuống hoặc đi lên thì cách bao xa mới có cây cầu nữa chú? Cầu cách cầu là khoảng 3 cây số. Ồ vậy cũng xa dữ hả chú? Mà cầu nhỏ không à? Cũng nhỏ này, không có lớn. Cũng nó xuống cấp giống như năm không. Dạ. Cầu này lớn nè. Cầu này là lớn cầu nhất ha. Lớn ngay trường học. Dạ. Sao mình làm lại thì cho xe cấp cứu qua được thì khoảng 3m2. Dạ. Xã thì nghèo làm mình nên trận nào không nở kêu gọi. Thì hôm nay thì nhóm thôn nữ miền Tây có hữu duyên đến đây xem để kêu gọi tấm lòng vàng các nhà hảo tâm mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho cây cầu càng sớm càng tốt. Dạ, thì mấy chị em tụi con cũng mong là cầu sẽ được khởi công sớm. Có phần dưới đây nhìn sợ không? Dạ, qua đi chú. Không dám qua. Tôi thì cũng mặc thiết kế kỹ thuật từ thiện. Cuối cùng xin chân thành cảm tạ nhóm thôn nữ miền Tây có tấm lòng đến đây để mà khảo sát xem cây cầu, để kêu gọi tấm lòng vàng các nhà hảo tâm mạnh thường quân. Thì cuối cùng tôi cũng xin thay mặt thiết kế xây dựng cầu từ thiện
thì chân thành cảm tạ biết ơn các nhà hảo tâm mạnh thường quân. Dạ, mấy chị em tụi con thì cũng rất là cảm ơn tấm lòng của chú Ba Nhơn á, đã giúp sức rất là nhiều cho các bà con ở khắp mọi nơi để mà xây dựng lại những cây cầu đang gặp khó khăn. Ngoài ra thì cũng cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã đồng hành cùng với lại mấy chị em ngày hôm nay để mà khảo sát cây cầu Kinh Bảy. Một lần nữa thì con cũng kính chúc cho các cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, A Di Đà Phật.